Mến chào tất cả quý vị đến với bản tin về đời sống người có công. Trong video ngày hôm nay, kênh Thầy Thắng Công Chức sẽ trao đổi với quý vị một số thông tin liên quan tới người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế có phải là người có công với cách mạng không? Nếu như quý vị cảm thấy nội dung video này hay và bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá nội dung chính của video ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đầu tiên, quy định về địa bàn, thời gian xảy ra chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế được quy định như sau. Thứ nhất, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét phun rô ở Tây Nguyên trong địa bàn và thời gian quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này. Khoản 2, địa bàn xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là các huyện thuộc biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, gồm cả các huyện đảo biên giới và khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, DK1, các tỉnh Tây Nguyên và các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định các địa bàn phụ cận có xảy ra chiến sự. Khoản 3, thời gian xảy ra chiến sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được xác định như sau. A. Ở biên giới Tây Nam, từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 7 tháng 1 năm 1979. B. Ở biên giới phía Bắc, từ tháng 2 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988. C. Truy quét phun rô, từ tháng 5 năm 1975 đến tháng 12 năm 1992. D. Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào, từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988. D. Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, từ tháng 1 năm 1979 đến ngày 31 tháng 8 năm 1989. Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế đối với một số đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định. Trong pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Điều 35 đã quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để được công nhận là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế như sau. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được nhà nước khen tặng huân chương kháng chiến, huân chương chiến thắng, huy chương kháng chiến, huy chương chiến thắng. Như vậy, kênh phân tích thêm là tham gia kháng chiến rồi nhưng phải có thêm một tiêu chuẩn nữa, tức là phải thỏa mãn hai điều kiện: vừa trực tiếp tham gia kháng chiến, chiến đấu nhưng phải được nhà nước khen tặng một trong các huân chương, huy chương như trên thì mới đủ điều kiện là người có công với cách mạng. Quý vị đối chiếu với bản thân xem mình có đảm bảo hai tiêu chí trên hay không. Kênh đọc lại là phải được khen tặng huân chương kháng chiến, huân chương chiến thắng, huy chương kháng chiến và huy chương chiến thắng. Vừa qua, cử tri tỉnh Bắc Cạn có kiến nghị với Bộ Quốc phòng như sau, kênh sẽ đọc chi tiết kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Cạn. Đó là đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng hưởng chính sách theo quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc vào đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Như vừa nãy kênh nói, phải đảm bảo hai điều kiện thì mới được công nhận là người hoạt động cách mạng. Cử tri tỉnh Bắc Cạn đề nghị bổ sung thêm đối tượng. Ngày 25 tháng 9 năm 2024, Bộ Quốc phòng đã trả lời cử tri tỉnh Bắc Cạn như sau, theo quy định tại khoản 1, điều 3 pháp lệnh số 02 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng, thì người có công với cách mạng gồm 12 nhóm đối tượng. Trong đó có người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Tại điều 35 pháp lệnh, cụ thể quy định rằng người tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế là người tham gia kháng chiến và được khen tặng huân chương kháng chiến, huân chương chiến thắng, huy chương kháng chiến, huy chương chiến thắng. Như vậy, đối tượng được hưởng chính sách theo quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì sẽ được công nhận là người có công với cách mạng và được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Theo quyết định số 62, có hai đối tượng, một đối tượng được hưởng chế độ một lần và một đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng. Nhưng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62 này thì chưa được gọi là người có công với cách mạng. Ý của Bộ Quốc phòng là bây giờ rà soát xem những người được hưởng theo quyết định số 62 này nhưng có các loại huân chương, huy chương như đã nêu thì sẽ đủ điều kiện để được công nhận là người có công với cách mạng. Việc đề xuất giải quyết nội dung mở rộng đối tượng là người có công với cách mạng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đã chuyển nội dung kiến nghị của cử tri đến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để được Chính phủ giao quản lý nhà nước với nội dung nêu trên, nghiên cứu, đề xuất, báo cáo các cấp xem xét và quyết định. Có nghĩa là việc mở rộng đối tượng thì do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham mưu và đề xuất. Vì vậy, Bộ Quốc phòng kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn hãy chuyển nội dung kiến nghị này đến Bộ Lao động,
Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, xem xét, đề xuất. Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Cạn. Trân trọng gửi đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn để trả lời cho cử tri. Kính thưa quý vị, căn cứ quy định tại Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, được trợ cấp, phụ cấp hàng tháng. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, như sau, được trợ cấp hàng tháng. Căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh, được trợ cấp phục vụ. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, sống ở gia đình, được phụ cấp hàng tháng. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, được phụ cấp đặc biệt hàng tháng. Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng thì không hưởng phụ cấp hàng tháng. Căn cứ phụ lục 2, ban hành kèm theo Nghị định số 77 năm 2024 của Chính phủ, thì mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cụ thể như sau, trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 21%, thì sẽ được trợ cấp với mức là 1.878.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 22%, thì sẽ có mức trợ cấp là 1.969.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%, sẽ có mức trợ cấp là 2.53.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 24%, sẽ có mức trợ cấp là 2.144.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 25%, sẽ có mức trợ cấp là 2.236.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 26%, sẽ có mức trợ cấp là 2.323.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27%, sẽ có mức trợ cấp là 2.411.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 28%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2.505.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2.589.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 30%, thì sẽ có mức trợ cấp là 2.683.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.770.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 32% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.862.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 33% thì sẽ có mức trợ cấp là 2.950.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 34% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.040.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 35% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.132.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.217.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 37% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.304.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 38% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.399.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 39% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.489.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 40% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.576.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 41% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.667.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 42% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.753.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 43% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.839.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 44% thì sẽ có mức trợ cấp là 3.934.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.24.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 46% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.113.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 47% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.200.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 48% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.289.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 49% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.382.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.469.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 51% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.561.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 52% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.650.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 53% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.736.000 đồng một tháng.
Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.827.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 55% thì sẽ có mức trợ cấp là 4.918.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 56% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.009.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 57% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.093.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 58% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.185.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 59% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.277.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 60% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.364.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 61% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.450.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 62% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.545.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 63% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.629.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 64% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.721.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 65% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.809.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 66% thì sẽ được trợ cấp với mức là 5.902.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 67% thì sẽ có mức trợ cấp là 5.990.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 68% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.081.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 69% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.170.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.257.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 71% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.343.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 72% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.436.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 73% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.530.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 74% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.617.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 75% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.708.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.794.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 77% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.884.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 78% thì sẽ có mức trợ cấp là 6.970.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 79% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.060.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.150.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 81% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.240.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 82% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.332.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 83% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.421.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 84% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.507.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.601.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.686.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 87% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.773.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 88% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.865.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 89% thì sẽ có mức trợ cấp là 7.959.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.050.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 91% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.134.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 92% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.222.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 93% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.314.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 94% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.398.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 95% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.495.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 96% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.582.000 đồng một tháng.
Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 97% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.669.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 98% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.761.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 99% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.850.000 đồng một tháng. Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 100% thì sẽ có mức trợ cấp là 8.941.000 đồng một tháng. Người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên còn được phụ cấp với mức là 1.399.000 đồng một tháng. Trường hợp thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng thì được phụ cấp với mức là 2.867.000 đồng một tháng. Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở với gia đình sẽ được trợ cấp với mức là 2.789.000 đồng một tháng. Còn người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở với gia đình thì được trợ cấp với mức là 3.582.000 đồng một tháng. Về phía thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng. Khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng với mức là 1.565.000 đồng một tháng. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 Bộ luật Lao động sống cô đơn. Con mồ côi cả cha lẫn mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh. Người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên từ trần thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng với mức là 2.231.000 đồng một tháng. Vậy là kênh vừa trao đổi toàn bộ nội dung liên quan đến một số vấn đề liên quan đến tin mới mức trợ cấp thương binh mới nhất tháng 8 năm 2024. Khi nghe đọc nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Tiếp theo là một số thông tin liên quan tới các chế độ quà tặng người có công với cách mạng nhân ngày 27 tháng 7 hàng năm, Tết Nguyên đán. Kính thưa quý vị, thứ nhất là các chế độ quà tặng đối với người có công với cách mạng thì như quý vị đã biết, nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, rồi dịp Tết Nguyên đán thì người có công, thân nhân người có công với cách mạng đang được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng sẽ nhận được quà. Thứ nhất là quà của Chủ tịch nước, thứ hai là quà của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Thứ ba là một số quý vị và một số thân nhân của người hoạt động cách mạng sẽ nhận được quà của huyện, của xã, của cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn. Vậy quà của các cấp được thực hiện như thế nào thì đầu tiên là quà của Chủ tịch nước như quý vị cũng đã nắm được rồi. Đối với năm 2024 này thì Chính phủ cũng đã có công văn số 3.625 ngày 27 tháng 5 năm 2024. Chính phủ ủy quyền cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Theo phương án trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mức quà tặng cho người có công nhân dịp ngày 27 tháng 7 năm 2024 tới đây. Bộ đang đề xuất mức quà tặng vẫn giữ nguyên như năm 2023, tức là có hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Đối với những quý vị nào thuộc hai đối tượng thì cũng sẽ chỉ được nhận một suất quà có giá trị cao hơn thôi. Đấy là quà của Chủ tịch nước. Còn chi tiết là đối tượng nào thì được nhận 600.000 đồng, đối tượng nào được nhận 300.000 đồng chắc quý vị cũng đều nắm được cả rồi. Kênh xin phép không đọc lại nữa. Tiếp theo đấy là quà của tỉnh, thành phố nhân dịp ngày 27 tháng 7 và dịp Tết Nguyên đán, Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thành phố sẽ quy định mức quà tặng cho đối tượng người có công nhân ngày Thương binh Liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm trên địa bàn tỉnh, thành phố. Nguồn kinh phí này do ngân sách cấp tỉnh, thành phố đảm bảo theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Chính vì do ngân sách cấp tỉnh, thành phố đảm bảo, cho nên các quý vị sẽ thấy là có những tỉnh thì mức quà tặng cho người có công rất cao, có những tỉnh thì mức vừa và có những tỉnh thì mức không được cao cho lắm. Đó là vì tỉnh, thành phố còn phải cân đối vào ngân sách hiện có để tặng cho người có công ở mức phù hợp nhất. Cho nên mỗi tỉnh, thành phố sẽ có những mức khác nhau. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố cũng đề xuất xem xét lựa chọn những đối tượng người có công tiêu biểu để mời lãnh đạo tỉnh, thành phố đến thăm và tặng quà. Thường thì những đối tượng mà lãnh đạo tỉnh đến thăm là những cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu chấp hành tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và ưu tiên những đối tượng chưa được các tổ chức,
cá nhân đến thăm và tặng quà những năm gần đây. Những đối tượng mà được lãnh đạo tỉnh, thành phố lựa chọn đến thăm thì thường sẽ có mức quà cao hơn một chút. Nếu như được lãnh đạo tỉnh, thành phố trực tiếp đến thăm, tặng quà thì đó là một vinh dự, bởi vì lãnh đạo tỉnh, thành phố sẽ không thể đến hết được tất cả những người có công để thăm và tặng quà mà sẽ chỉ lựa chọn một số những người tiêu biểu đến thăm thôi. Và thường thì cũng sẽ luân phiên, cho nên các quý vị sẽ thấy có năm thì thấy được cán bộ đến tặng quà nhưng có năm lại không, đúng không ạ? Thế thì nó là như thế. Tiếp đến là quà của huyện, xã, của các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế, xã hội của từng địa phương, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Các đoàn thể sẽ vận động huy động nhiều nguồn lực để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội hóa công tác thăm và tặng quà cho các đối tượng người có công. Như là vận động huy động các doanh nghiệp, các đơn vị cá nhân căn cứ vào khả năng và tiềm lực để trích kinh phí để đi thăm, tặng quà cho các đối tượng người có công tại các địa phương. Đối với quà của huyện, của xã, của các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào công tác tham mưu của công chức phụ trách lĩnh vực đó. Đối với những công chức nào năng động mà thực hiện tốt công tác này thì họ huy động được rất nhiều nguồn lực để đến thăm, tri ân, tặng quà đền ơn đáp nghĩa người có công. Còn một số địa phương thì thực hiện khá là trầm lắng thì đều do công tác tham mưu, đề xuất phương pháp làm những một số nơi thực hiện rất là tốt. Công tác này phòng lao động, thương binh và xã hội hàng năm cũng sẽ tham mưu lựa chọn đối tượng người có công tiêu biểu để lãnh đạo huyện, quận, thị xã đến thăm và tặng quà. Đối tượng là những cán bộ lão thành cách mạng, rồi tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và ưu tiên những đối tượng chưa được các tổ chức, cá nhân tặng quà. Những năm gần đây thì có một đặc điểm như sau: quà của Chủ tịch nước, quà của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những đối tượng người có công mà đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng thì đều được nhận. Nhưng quà của huyện, của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp thì khác, sẽ không thể tặng được hết. Nếu như địa phương nào thực hiện tốt cũng sẽ được nhiều người có công được tặng. Còn những địa phương nào mà huy động được ít nguồn lực và quỹ đền ơn đáp nghĩa không huy động được nhiều thì chỉ một số người có công được lãnh đạo huyện, quận, thị xã đến thăm và tặng quà thôi. Còn do công tác tham mưu đề xuất nữa cho nên các quý vị cũng sẽ thấy có những năm chúng ta được huyện tặng nhưng có những năm chúng ta lại không được huyện tặng, đúng không ạ? Kênh cũng nói thêm để các quý vị cùng nắm và hiểu được như vậy. Đối với nội dung thứ hai là quỹ đền ơn đáp nghĩa được vận động ủng hộ và hoạt động như thế nào, kênh sẽ thông tin một số nội dung nằm trong Nghị định 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có nội dung ở mục 2, huy động nguồn lực xã hội như sau. Điều 172 này, nguyên tắc huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện chính sách ưu đãi người có công, đó là khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi người có công và thân nhân, tu bổ, cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công. Các đóng góp của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đóng góp các nguồn lực quy định tại khoản 1 điều này không vì mục đích lợi nhuận, tức là tự nguyện chung tay để thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân, giúp đỡ cải thiện nhà ở, xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng cho người có công. Ở mục 3, quỹ đền ơn đáp nghĩa chính là nội dung mà kênh muốn truyền tải. Quỹ đền ơn đáp nghĩa ở điều 173 này, mục đích hoạt động của quỹ đền ơn đáp nghĩa khoản 1, quỹ đền ơn đáp nghĩa hoạt động nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người có công, thân nhân người có công và hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ. Quỹ đền ơn đáp nghĩa hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Qua theo dõi, một số địa phương thực hiện rất tốt quỹ đền ơn đáp nghĩa này, huy động được rất nhiều nguồn lực để đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa. Từ quỹ đền ơn đáp nghĩa này, họ có rất nhiều các hoạt động, ví dụ như hỗ trợ để người có công xây dựng, cải tạo nhà ở, khi ốm đau, gặp hoạn nạn, họ đều đến thăm, chia sẻ, động viên. Những ngày lễ, ngày Tết cũng đều có quà đến thăm hỏi. Còn ở điều 174, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa thì quỹ đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở 4 cấp, gồm quỹ ở cấp trung ương, quỹ cấp tỉnh, quỹ cấp huyện và quỹ cấp xã. Quỹ đền ơn đáp nghĩa từng cấp sẽ có ban quản lý quỹ và bộ phận giúp việc cho ban quản lý quỹ theo từng cấp, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Quỹ đền ơn đáp nghĩa ở trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện được sử dụng con dấu riêng để giao dịch. Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã sử dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân cấp xã để giao dịch. Quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp được mở tài khoản ở hệ thống kho bạc nhà nước và quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp thực hiện hạch toán độc lập, áp dụng chế độ kế toán đối với quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và quyết toán thu chi theo quy định của pháp luật có liên quan. Không cho vay để sinh lời. Kết dư quỹ đền ơn đáp nghĩa được luân chuyển sang năm tiếp theo, tức là quỹ được huy động từ các tập thể, cá nhân tự nguyện, nhưng vẫn phải được hạch toán độc lập và áp dụng chế độ kế toán để không xảy ra tình trạng gây thất thoát quỹ đền ơn đáp nghĩa.
Còn tại Điều 175, tổ chức vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thứ nhất là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thứ hai là việc vận động đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trong cả năm, trong đó tập trung cao điểm 1 tháng. Tức là cả năm thực hiện nhưng sẽ có 1 tháng cao điểm để vận động quỹ, đó là từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 hàng năm. Tổ chức và cá nhân có thể ủng hộ một lần hoặc nhiều lần trong một năm. Điều 176. Đối tượng vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đối tượng vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa bao gồm các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, trừ đối tượng quy định tại Điều 178 nghị định này. Điều 177. Phạm vi vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa. Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã thì vận động đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý. Hai là quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp huyện vận động đối với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp huyện trực tiếp quản lý, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp huyện, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trên địa bàn. Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh thì vận động đối với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội do cấp tỉnh trực tiếp quản lý, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh, các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý. Đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa của Trung ương thì vận động với các cơ quan của Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các đơn vị sự nghiệp do cơ quan trung ương quản lý, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Ban cơ yếu chính phủ, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước do các cơ quan, tổ chức trung ương trực tiếp quản lý, các cơ quan, tổ chức ở nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, người Việt Nam làm việc, sinh sống ở nước ngoài. Tức là từng cấp thì sẽ huy động quỹ và huy động các tổ chức, các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi trong huyện mình. Trong phạm vi tỉnh mình, Điều 178, đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thứ nhất là người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu. Thứ hai là các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh. Tức là những người đang là người có công thì sẽ không vận động để đóng quỹ nữa. Người khuyết tật theo quy định của pháp luật, vì người khuyết tật, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội, người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, người mất năng lực hành vi dân sự. Thì có 6 đối tượng là không thuộc diện vận động đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa. Còn Điều 179 là tổ chức hoạt động quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thứ nhất là thẩm quyền thành lập, thì Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm thành lập quỹ đền ơn đáp nghĩa ở Trung ương và Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương. Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương sẽ bao gồm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm phó ban thường trực, đại diện Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ là phó trưởng ban. Đại diện lãnh đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ là thành viên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thì sẽ có trách nhiệm thành lập quỹ đền ơn đáp nghĩa và ban quản lý đền ơn đáp nghĩa. Đối với cấp tỉnh thì ban quản lý đền ơn đáp nghĩa sẽ bao gồm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm phó trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh làm phó trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động cùng cấp sẽ làm thành viên. Còn ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp huyện sẽ gồm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm trưởng ban, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện làm phó trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện làm phó trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động cùng cấp sẽ làm thành viên. Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã sẽ bao gồm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm trưởng ban, một cán bộ công chức cấp xã phụ trách công tác xã hội hoặc Lao động Thương binh và Xã hội làm phó trưởng ban thường trực, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã làm phó trưởng ban và đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp làm thành viên. Trưởng ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thành lập bộ phận giúp việc văn phòng quỹ đền ơn đáp nghĩa cùng cấp. Trưởng ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã thì thành lập bộ phận giúp việc quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã. Ban quản lý còn có bộ phận giúp việc nữa. Văn phòng quỹ đền ơn đáp nghĩa trung ương thì đặt tại Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ công chức kiêm nhiệm của Cục Người có công. Còn văn phòng quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh thì sẽ đặt tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ công chức kiêm nhiệm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Còn văn phòng quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp huyện thì sẽ đặt tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, gồm một số cán bộ công chức kiêm nhiệm của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội. Bộ phận giúp việc ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã thì đặt tại văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm một số cán bộ kiêm nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã. Kế toán, thủ quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp xã thì do cán bộ kế toán, thủ quỹ của Ủy ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm. Về trách nhiệm, ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa này, ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa này, kiểm tra các hoạt động của quỹ đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo thu chi đúng quy định, công khai minh bạch mọi khoản thu chi và chấp hành đúng chế độ kế toán tài chính hiện hành, báo cáo cơ quan cấp trên ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa trung ương thì chịu trách nhiệm trước chính phủ, và ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp tỉnh, huyện và xã thì chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cùng cấp và trước pháp luật về tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Đề nghị khen thưởng các đơn vị và cá nhân có thành tích, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm. Trưởng ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa từng cấp là chủ tài khoản của quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp đó và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tổ chức, hoạt động và sử dụng. Bộ phận giúp việc cho ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa trình ban quản lý quỹ cung cấp ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm lập kế hoạch và trình ban quản lý quỹ về nội dung sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tức là chi cái gì là đều phải có kế hoạch và trình ban quản lý quỹ xem xét. Văn phòng quỹ đền ơn đáp nghĩa trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện có nhiệm vụ quản lý tài khoản và con dấu của quỹ đền ơn đáp nghĩa cung cấp. Bộ phận giúp việc ban quản lý các cấp thực hiện thu, chi, hạch toán kế toán theo đúng quy định điều 180 là nguồn thu quỹ đền ơn đáp nghĩa. Các khoản thu bằng tiền, hiện vật từ sự đóng góp theo trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể để thực hiện việc ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền, các khoản thu hợp pháp khác nếu có. Điều 181 là nội dung sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Quỹ đền ơn đáp nghĩa sẽ hỗ trợ người có công hoặc thân nhân của họ khi gia đình gặp hoạn nạn hoặc khi ốm đau, khám chữa bệnh, hỗ trợ địa phương có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi người có công mà nguồn vận động ủng hộ thấp. Ví dụ như là có huyện huy động được quỹ thấp thì quỹ của tỉnh sẽ hỗ trợ xuống cho cấp huyện. Quà tặng đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công hoặc thân nhân liệt sĩ. Nội dung hỗ trợ để xây nhà nhiều nơi làm rất tốt, họ huy động được nhiều quỹ. Sau đó những gia đình người có công nào mà khó khăn hoặc là điều kiện còn những mặt hạn chế thì quỹ sẽ hỗ trợ để xây dựng và sửa chữa nhà ở. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ. Các hoạt động phục vụ công tác quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa như là mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phòng phẩm, dịch vụ công cộng và các khoản chi khác. Các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa. Các khoản chi tại khoản này không được vượt quá 5% tổng số thu hàng năm của quỹ đền ơn đáp nghĩa cung cấp. Tức là khi thu quỹ về sẽ trích một phần nhưng không được vượt quá 5% để mua sắm những trang thiết bị, vật tư văn phòng phẩm, dịch vụ công cộng, các chi khác để cho ban quản lý này hoạt động. Vậy là kênh vừa trao đổi toàn bộ nội dung liên quan đến quỹ đền ơn đáp nghĩa. Khi nghe đọc nếu quý vị còn băn khoăn ở nội dung nào hãy bình luận bên dưới để đội ngũ kênh giải đáp nhé. Đội ngũ kênh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị đối với kênh. Và quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé.